Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Cô Trần Liễu Thi Lan, giáo viên trường tiểu học Bông Sao. Trong tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, trường tiểu học Bông Sao sẽ thực hiện giảng dạy trực tuyến. Phụ huynh vui lòng cho các em theo dõi lịch học và làm bài tập để được công nhận kết quả học tập. Các bài giảng sẽ được cập nhật tại trang web của trường tiểu học Bông Sao. Thân mến. Family and Friend 2, Unit 9, Lunch Time, Lesson 1, Words. Today, we learn Unit 9, Lunch Time, Lesson 1. We have 5 new words. Lunch box. Sandwich. Drinks. Banana. Cookie. Look at the picture. I read and you listen. It's lunch time. Tới giờ ăn trưa rồi. Oh no, I don't have my lunch box. Oh không, tôi không có hộp ăn trưa của tôi. I have 2 sandwiches and 2 drinks. Here you are. Tôi có 2 cái bánh mì sandwich mềm và 2 chai nước. Đây nè, bạn lấy đi. Thank you, Tim. Cảm ơn Tim nha. I have an apple and I have a banana. Choose one. Tôi có 1 quả táo và tôi cũng có 1 quả chuối. Chọn một đi. Thanks. The apple, please. Cảm ơn. Quả táo nha. Look. Now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Please have some of my lunch. Nhìn nè. Bây giờ thì tôi có tới 10 cái bánh mì mềm và 6 chai nước. Vui lòng đến và dùng chung. Now you listen and watch video on YouTube. Listening 98. Listen and read. It's lunchtime. Oh no, I don't have my lunch box. I have 2 sandwiches and 2 drinks. Here you are. Thank you, Tim. I have an apple. And I have a banana. Choose one. Thanks. The apple, please. Look! Now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Please have some of my lunch. Thanks for listening and watching. Goodbye, boys and girls.